siêu 2.2 đầu 50, sườn lốc pin máy chưa trẻ, đồ nguyên zin cọp. Máy chưa trẻ, đồ nguyên zin. Đồ nguyên zin này là có nghĩa là đồ zin theo xe hồi xưa nha bạn. Đồ zin hàng Mã Lai á, cấp thùng tới giờ. Tăng làng trước tháng 8 2.2, tăng làng sau tháng 2 2.2. Xe này có một chi tiết là có bộ áo nha, bộ áo là sơn lại. Bộ áo sơn lại, còn tất cả còn lại là đồ zin hết. Sườn lốp zin đẹp quá đẹp. Này là chi tiết, này là bộ áo đã sơn lại, gù chưa sơn, cùm zin chữ nổi đẹp quá. Đồng hồ. Nói chung là đồ đẹp hết, cái yên nó lên nước giống gần giống yên 99 luôn à. Xe này sườn lốp zin phê quá. Cặp vỏ còn luôn trời. Cặp gió nó che còn luôn. Cái sườn lốp zin quá trời à. Nói chung là xe này quá đẹp. Rồi nhắc lại nha. 2.2 đầu 50. 2.2 đầu 50 sườn lốp zin máy chưa trẻ, đồ nguyên zin. Rồi anh em cảm thấy hợp nhãn liên hệ với mình nha. Mấy xe này thì giờ kiếm khó. Nói chung là xe đầu cao hết đời mà máy chưa trẻ mà dạng máy cọp và sườn lốp zin cọp nữa thì hiếm. Chứ còn xe dọn đồ thì đầy. Rồi anh em cảm thấy hợp nhãn liên hệ bên cửa hàng nha. Còn bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo khách thích nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Mẫu máy kìa.